để giới thiệu cho quý vị một cái sản phẩm rất là có ý nghĩa, rất là tốt cho sức khỏe, đó là đông trùng hạ thảo. Những lúc mà mình thiếu ngủ hay là mình ngủ không đủ giấc á, mình sử dụng cái sản phẩm này á, nó làm mình tỉnh táo. Và thêm đó nữa là nó có tác dụng là phòng chống ung thư, đặc biệt là rất tốt cho sức khỏe của đàn ông về cái phần sinh lý, dễ sinh con lắm. Ai mà hiếm muộn uống cái này nhiều là có thể sinh con được, cái này là chắc chắn nha. Mà nhất là với những người mà lớn tuổi á, khi mà sử dụng cái này á, sức khỏe sẽ cải thiện rất là rõ ràng. Ai mà bị huyết áp mà khi sử dụng cái này thì cái sản phẩm đông trùng hạ thảo này chắc chắn, cái này là chắc chắn luôn, là sẽ cảm thấy là cái huyết áp của mình nó ổn định, không còn bị lên xuống nữa. Và một cái điều nữa là mình rất là thích, đó là đẹp da. Da mình đẹp lắm á, là nhờ uống cái này á. Cái đông trùng hạ thảo mà cái loại tươi như vậy á, thì mình có thể chia ra một hộp á, mình có thể chia ra làm 5-7 lần uống một hộp như vậy, có thể chia ra làm 5-7 lần uống. Mà mỗi một lần thì mình dễ, rất là dễ pha, mình dùng cái muỗng mình sắn một cút như vậy hả, đây sắn về nha, xong mình bỏ vô nước, không cần phải là nước quá sôi, 100 độ, chỉ cần từ 60-80 độ thôi là có thể uống được. Và mình để trong vòng khoảng 5 phút, khi mà nước ra cái màu như vậy nó có thể dùng được, giống như vậy là dùng được rồi đó. Và điều đặc biệt là khi mình uống hết nước mình phải ăn luôn cái phần đế và cái phần nấm luôn thì nó sẽ rất là ngon và nó rất là bổ dưỡng. Cái này là cách pha của cái phần tươi. Còn cái phần khô á, đây hộp khô là cái này, chỉ cần từ 10-20 con đông trùng hạ thảo như vậy đó, có thể là pha được một lần uống. Cái lần uống mà tốt nhất cho mình đó là sáng sớm trước khi ngủ, vừa mới ngủ dậy và trước khi đi ngủ. À còn nếu mà trong ngày á, uống á, thì để lúc mà bụng đói uống sẽ tốt nhất. Khi những người nào bị bệnh ung thư mà trong giai đoạn mà xạ trị á, mình trong giai đoạn xạ trị này mình dùng cái này thì mình thấy cơ thể phục hồi rất là nhanh. Tại nó hỗ trợ cho quá trình ngăn chặn tế bào ung thư không phát triển nữa. Đó là trong đó là do cái chất là corticospin á, là nó bao cái tế bào ung thư lại, nó không cho tế bào ung thư phát triển lên. Thì đó là tác dụng chính của thằng đông trùng hạ thảo đối với ung thư là gì. Riêng cái sản phẩm đông trùng hạ thảo này chỉ cần xài hết một hộp, cái hũ này bạn xài khoảng chừng nửa hũ thôi thì chắc chắn sẽ thấy được công dụng của nó. Tại vì Luật đã xài rồi, Luật chắc chắn một điều là cái công dụng nó đến rất là nhanh, nhất là những cái lúc mà mình say xỉn nè, rồi mất ngủ nè, hay là cảm thấy người mình nó uể oải mệt á, mình uống cái này mình cảm thấy nó khỏe lên liền, thấy mình tập trung được. Nhớ ủng hộ nhiệt tình cho ba anh em tụi tôi nha, cảm ơn rất nhiều.